Phú Ông ơi, Phú Ông ơi, cho con xin tiền đi Phú Ông. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hả? Mới đầu tháng mà xin tiền cái gì? Bữa nay là con tới tháng rồi. Ông cho con xin tiền đi. Đây này, hai lưng à. Ha, thằng con trai như mày mà nói là tới tháng. Giỡn hoài. Thế là sao? Tới tháng cái gì? Tới tháng là tôi qua đây tôi đòi nợ ông á. Ông nội, ông hiểu không? Giấy nợ đây nè, đọc cho nghe chơi nè. Giấy nợ: mượn 1000 cây vàng, Phú Ông đã mượn. Phú Ông Đức Hải, Phú Ông cho mượn Ngọc Giàu. Ký tên. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Bây giờ trả nợ không? Ôi, chơi kỳ nha. Giang nợ. Giang gì? Bắt sống thằng này cho tao. Bắt gì? Ở đây là tôi trói tụi nó ra bụi chuối ngoài kia hết rồi. Tao không có nợ nần thằng nào nhé. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông mượn tiền làm gì tôi biết hết. Tôi biết hết. Ông đang nuôi gái đúng không? Nghe đồn là đang quen với Kiều Anh đúng không? Thôi,